Kính thưa đồng bào quý mến, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2016 và giờ Việt Nam bây giờ thì ngày 14 tháng 10 năm 2016 dương lịch. Minh Vương Việt Nam thành khẩn kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam mau mắn copy những hình ảnh phép lạ của Chúa Giêsu trên trang website của chúng ta, rồi cùng nhau ôm hình ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu và anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc, cùng hình ảnh ông Tổ Bà Tổ, ông Rồng Bà Phụng Việt Nam, tổ tiên chúng ta, cùng nhau ra đường từ Nam ra Bắc, từ Bắc xuống Nam, biểu tình giải tán thế giới cộng sản. Ở đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu đã hiện ra, và hình ảnh này có phép lạ đi chung. Vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành, đây là lệnh, thành ra chúng ta cần phải chấp hành. Đây là lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng, và lệnh của ông bà tổ tiên mình, và lệnh của triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc cũng như ở khắp quả địa cầu. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây có phép lạ đi chung. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào in ra như thế. Phía bên này là hình đậm hơn, cũng như hình này đậm hơn. Hình ảnh này có phép lạ đi chung. Chúng ta cần copy hình ảnh này, ôm hình ảnh này ra đường, đưa lên cao hoặc ôm trong người, hoặc đưa lên cao, đưa ra, đưa lên cao, cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Và kế nữa là hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc, và đồng thời cũng là anh hùng chiến sĩ trận vong trên khắp các mặt trận trên quả địa cầu. Đồng bào để ý cho rõ hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong rất rõ ràng. Phía bên này thêm một hình ảnh nữa, hai khuôn mặt sát với nhau đã hiện ra trên mây. Đồng bào copy hình ảnh này, những hình ảnh này, rồi cùng nhau ôm những hình ảnh này đem ra đường, đưa lên cao, cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì chắc chắn cộng sản sẽ tan rã và bọn Tàu Cộng sẽ rút về Tàu. Đây là hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong. Phía bên này, đây là còn phía này là hình khuôn mặt Cha Trời Giêsu rất rõ ràng, không thể chối cãi được. Đây là thế giới thiên loại chứ không phải là thế giới âm binh. Điều trước tiên ở tại Việt Nam hiện tại bây giờ, quý vị Hội đồng Giám mục Công giáo ở tại Việt Nam có đủ thẩm quyền để copy những hình ảnh phép lạ của Cha Trời Giêsu đã hiện ra trên mây, copy những hình ảnh này cũng như thông báo cho giáo dân ở tại đất nước Việt Nam chúng ta, copy hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giêsu có phép lạ đi chung, rồi cùng nhau ôm những hình ảnh này cũng như cầm những hình ảnh này ra đường, xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì chắc chắn bọn cộng sản sẽ tan rã và bọn Tàu Cộng sẽ cút về Tàu. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây có phép lạ đi chung. Hình này là chúng tôi làm đậm hơn để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Còn đây là hình màu gốc chụp như thế nào chúng tôi in ra như thế, rất rõ ràng. Một bên là hình đậm, hình đậm bên đây, hình lợt bên đây. Thành ra đồng bào bằng mọi cách hãy làm bổn phận của mình, là bởi vì phương thức và phương tiện ta đã có sẵn trong tay. Và đây là phương cách duy nhất để giải tán thế giới cộng sản. Vì thế đồng bào hãy chấp hành gấp. Quý giám mục ở tại Việt Nam hãy mau mắn thông báo cho giáo dân
copy những hình ảnh này phân phát cho toàn thể đồng bào Việt Nam ở tại trong nước, từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc. Tất cả mọi người Việt Nam cần có hình ảnh này để cùng nhau ôm ra đường, cùng nhau ôm ra đường. Hình ảnh này có phép lạ đi chung, và hình ảnh này sẽ giải tán thế giới cộng sản khi chúng ta nhịp nhàng ôm hình ảnh này bước ra đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Một lần nữa tôi lặp lại rất rõ ràng, thành ra đồng bào đừng có kêu bằng vu vơ mù mờ gì nữa, tại vì đây là sấm lệnh. Tôi nói rõ, đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra trên mây bởi quyền năng và hồng ân của cha trời Giê-xu ban cho. Đây hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong. Đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Còn đây là hình hai anh hùng chiến sĩ trận vong ở những mặt trận khác nhau, các chiến tuyến, sau khi họ hy sinh và họ đã được Thượng Đế rước về chỗ nghỉ ngơi. Và giờ đây Thượng Đế đã cho họ hiện ra trên mây để phù trợ và bảo vệ chúng ta, cũng như đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Đây hai khuôn mặt của hai anh hùng chiến sĩ trận vong các chuyến tiến đã hội tụ lại theo lệnh của Thượng Đế để làm việc phụ giúp chúng ta, phụ giúp chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Một lần nữa ôm những hình ảnh này xuống đường cầu nguyện cùng với hình ảnh của cha trời Giê-xu có phép lạ đi chung, thì chắc chắn bọn cộng sản sẽ tan rã và bọn tàu cộng sẽ cút về tàu. Đứa nào muốn ở lại là phải đàng hoàng, phải có lễ phép đàng hoàng, chứ không được đến đất nước Việt Nam chúng ta rồi muốn làm gì làm. Chuyện đó chúng ta không cho phép chúng nó làm như thế. Một lần nữa tôi nói, đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt Nam chúng ta, và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã được cha trời thượng đế toàn năng cho hiện ra trên mây để đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Và đây là hình ảnh ông bà tổ tiên chúng ta, ông rồng bà phụng, rất rõ ràng thần khí oxygen của cha trời thượng đế toàn năng kết tụ lại thành ông rồng bà phụng để cùng nhau đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành, đây là sấm lệnh. Một lần nữa, đây là hình ảnh tổ rồng kết tụ bà ấy, thần khí oxygen của cha trời thượng đế toàn năng đã hiện ra trên mây để đồng hành cùng chúng ta làm việc giải tán thế giới cộng sản. Vì thế đồng bào hãy mau mắn chấp hành gấp, vì đây là sấm lệnh của cha trời thượng đế toàn năng. Và kính thưa đồng bào thương mến, người Việt ở hải ngoại hãy mau mắn tinh tấn sám hối và học hỏi những điều hay lẽ phải, những điều tuyệt vời của thế giới thiên loại ban cho nhân loại chúng ta. Chúng ta học hỏi những điều đã xảy ra trong quá khứ của thế giới thiên loại, nào là nhiều phép lạ vĩ đại, nào là sự cứu đổi, vân vân và vân vân. Thì tất cả những phép lạ, những việc làm đó của thế giới thiên loại, chúng ta hãy luôn luôn lưu giữ để học hỏi, để mà hoàn chỉnh đời sống của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng thế giới thiên loại luôn luôn tiến hóa trước thế giới nhân loại. Vì thế khoa học nhân loại tiến hóa thì chắc chắn khoa học thiên loại tiến hóa hơn chúng ta nhiều và tiến hóa trước chúng ta. Vì thế những phép lạ mà tôi vừa trình bày đó là những tiến hóa quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Thank you.
quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó. Đây nè, phần cổ nè. Ồ, cái đầu nè, phần cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Wow, đầu rồng nè, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, đầu nè, mình nè, à, đuôi kìa. Wow. This is dragon, big dragon, the head right there, the neck and the body right there. Rồng vĩ đại ha. Đẹp quá ha. Wow, thấy chưa? Và đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân Loại. Right there. Đây ông rồng vĩ đại nè. Rồng vĩ đại.
Rồng đẹp quá. My goodness. So beautiful.